Kính chào quý khán giả, bây giờ là thời lượng dành cho chương trình Pháp luật cho mọi người. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền Đồng Nai phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh thực hiện. Thưa quý vị, cùng với sự gia tăng các hoạt động đầu tư, kinh doanh và giao thương quốc tế, doanh nghiệp sẽ luôn phải đặt mình trong tâm thế có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sẵn sàng đối mặt giải quyết các rủi ro pháp lý dẫn đến phát sinh tranh chấp không mong muốn. Để giải quyết các tranh chấp này, cộng đồng doanh nghiệp hiện nay đang có xu hướng tìm kiếm các phương thức giải quyết tranh chấp thay thế bên cạnh phương thức truyền thống và tòa án. Tuy nhiên hiện nay, đa phần các vụ tranh chấp thương mại tại Đồng Nai vẫn được giải quyết thông qua tòa án. Vì sao lại như vậy? Hiện có những phương thức giải quyết tranh chấp thay thế nào? Những ưu điểm của các phương thức thay thế là gì? Đặc biệt là tính pháp lý của văn bản hòa giải thành ra sao? Đây là những vấn đề chính sẽ được chúng tôi đề cập trong 15 phút của chương trình Pháp luật cho mọi người kỳ này. Mời quý vị cùng theo dõi. Trong kinh doanh thương mại, trọng tài thương mại hay hòa giải thương mại, với tư cách là một cơ chế giải quyết tranh chấp ngoài tòa án, đã và đang góp phần không nhỏ vào sự ổn định của hoạt động thương mại. Tuy nhiên, cho đến nay, đối với phần lớn doanh nghiệp tại Đồng Nai, khái niệm về trọng tài thương mại hay hòa giải thương mại còn khá mới mẻ. Điều đó dẫn đến thực trạng, mỗi khi xảy ra tranh chấp, các cá nhân, doanh nghiệp thường có ý nghĩ ngay từ đầu hoặc chỉ biết tới phương án giải quyết tranh chấp kiện ra tòa án. Một trong những cái lý do là lựa chọn tòa án nhiều hơn trọng tài thì lý do lớn nhất là liên quan đến cái nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai, thì họ chưa có nhận thức đầy đủ về cái phương thức, cái tính ưu việt của cái phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài cũng như là của hòa giải, dẫn đến là họ không có lựa chọn trong cái điều khoản giải quyết tranh chấp trọng tài hay hòa giải và hợp đồng, thì từ đó thì tranh chấp phát sinh thì họ chỉ có con đường duy nhất là ra tòa án. Có những trường hợp ví dụ như doanh nghiệp họ nói là tôi không còn cái nhu cầu gì mà tôi giữ gìn quan hệ hay là uy tín gì với cái doanh nghiệp đó nữa hết đó, thì người ta có thể không có thấy quan tâm, hoặc là người ta sẽ thấy là thông tin này có đi ra ngoài công chúng tôi cũng không quan tâm, thì ra tòa, tại vì tòa là công khai mà báo chí có thể vô viết, mà thành ra là họ có thể không cần quan tâm tới, khi mà những cái tranh chấp mà họ không quan tâm tới những cái đó thì họ sẽ thấy là không có nhu cầu họ đi làm hòa giải. Thực tế, thời gian qua, các doanh nghiệp Việt Nam thường lựa chọn tòa án để giải quyết các vụ tranh chấp phát sinh. Điều này khiến các tòa án kinh tế rơi vào tình trạng quá tải, thời gian giải quyết vụ án kéo dài, gây tốn kém cho doanh nghiệp. Chính vì vậy, để lựa chọn được một phương thức giải quyết tranh chấp phù hợp, các doanh nghiệp nên hiểu rõ những ưu điểm của phương thức giải quyết tranh chấp ngoài tòa án để có sự lựa chọn phù hợp. Hòa giải thương mại là một cái phương thức giải quyết tranh chấp rất là thân thiện, có rất là nhiều cái yếu tố đặc điểm mà có ưu thế hơn so với các phương thức giải quyết tranh chấp khác. Trong đó thì đối với cộng đồng doanh nghiệp thì mọi người, khách hàng của chúng tôi thì quan tâm đến hai cái yếu tố, đấy là cái chi phí và cái thời gian. Chi phí cho một cái vụ việc hòa giải thương mại thì nó sẽ tiết kiệm hơn rất nhiều cho một cái vụ việc tố tụng tại tòa án hoặc tại trọng tài. Như là một cái ví dụ mà chúng tôi hôm nay có cơ hội được chia sẻ tại hội thảo, thì với những cái vụ án lớn mà chúng tôi có cơ hội tham dự thì riêng cái chi phí pháp lý cho một cái vụ việc kiện tại tòa thì có thể lên đến đơn vị hàng triệu đô la, có thể là đến 2 đến 3 triệu đô, và cái thời gian có thể là 2 năm hoặc là dài hơn. Thế thì có rất là nhiều, cũng một cái vụ việc tính chất tương tự như vậy, nếu mà tiến hành qua hòa giải thì cái thời gian đấy rút ngắn đâu còn chỉ còn 2 đến 3 tháng, và cái chi phí đâu đấy nó sẽ có tùy những cái vụ tranh chấp. Tôi lấy những vụ tranh chấp rất là lớn, luật sư cả team mà làm thì có thể khi mà đi ra hòa giải thì nó giảm xuống đâu đấy khoảng 1/20 của cái tranh chấp, tức là giảm rất là nhiều, con số lớn. Thì từ năm 2018 Việt Nam mình mới bắt đầu triển khai áp dụng nhiều, thì cái phương thức này nó tạo ra được cho các cái doanh nghiệp một cái lợi thế rất là lớn ở trong cái việc là đây là một phương thức rất là nhanh chóng, rất là linh hoạt, giải pháp thì rất là sáng tạo, mà các bên thì tự nguyện tạo ra được cái giải pháp đó. Giải pháp là do các bên họ tạo ra chứ không có phải là do một cái bên thứ ba nào áp đặt cho họ hết. Cho nên là nó rất là linh hoạt và sáng tạo trong cái giải pháp. Và tiếp theo nữa là khi mà áp dụng được nó rồi thì các bên sẽ thấy rằng là sau khi mà mình hòa giải thương mại thành công rồi thì cái mối quan hệ trong kinh doanh đó, nó vẫn được duy trì với đối tác. Hoàn toàn là chúng ta sẽ không có là một bên là thua, một bên là thắng, rồi hai bên trở thành là không nhìn mặt nhau, mà sau khi hòa giải xong thì hai bên cùng nhau vui vẻ làm việc tiếp, hợp tác tiếp, duy trì được quan hệ kinh doanh.
Cùng với thương lượng thì trọng tài và hòa giải được coi là hai trong những phương thức giải quyết tranh chấp thay thế và có những ưu điểm so với tố tụng tại tòa. Ưu điểm quan trọng nhất đó là hòa giải thương mại và trọng tài thương mại sẽ giải quyết tranh chấp do các bên thỏa thuận và được hòa giải viên thương mại làm trung gian hòa giải, hỗ trợ giải quyết tranh chấp theo quy định pháp luật. Thông thường có những phương thức để các bên có thể lựa chọn như thương lượng giữa các bên, hòa giải giữa các bên do một cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân được các bên thỏa thuận chọn làm trung gian hòa giải, giải quyết tại trọng tài thương mại. Vâng, thưa quý vị, mặc dù thời gian qua số vụ tranh chấp được giải quyết qua trọng tài thương mại hay hòa giải thương mại đã gia tăng đáng kể, nhưng nhìn chung tổng số vụ việc tranh chấp thương mại giải quyết được hàng năm vẫn còn khiêm tốn so với khối lượng tranh chấp thương mại rất lớn mà ngành tòa án phải xử lý. Các phương thức giải quyết tranh chấp thay thế ngoài tòa án được biết tới với đặc trưng linh hoạt, hiệu quả cả về thời gian, chi phí và ngày càng được ưa chuộng. Chính vì thế, những năm qua, Việt Nam cũng đã quan tâm và ban hành các văn bản pháp luật tạo dựng và tiến tới hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho các phương thức giải quyết tranh chấp thông qua trọng tài thương mại, hòa giải thương mại để góp phần cải thiện môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài hòa giải là phương thức rất là linh hoạt và nó không cứng nhắc, và đặc biệt là thời gian giải quyết tranh chấp là rất là nhanh. Có thể là vài ngày hay là 3-4 tháng là kết thúc một vụ tranh chấp. Trong khi đó ra tòa án thì theo các trình tự sơ thẩm, phúc thẩm thì kéo dài có thể là đến vài năm. Đó thì cái tính nhanh chóng là một trong những cái điểm vượt trội của phương thức hòa giải và trọng tài. Thứ hai là cái tính bảo mật. Hiện nay thì trong việc kinh doanh của doanh nghiệp thì cái tính bảo mật ngày càng được coi trọng. Thì với cái phương thức tòa giải quyết tranh chấp bằng tòa án thì đó là phương thức giải quyết mang tính chất công khai. Còn phương thức về trọng tài và hòa giải thì bảo mật rất là cao. Cho nên là doanh nghiệp có thể rất là yên tâm khi mà sử dụng cái dịch vụ hòa giải và trọng tài, thì đảm bảo mọi cái thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của mình, liên quan đến cái những cái tranh chấp của mình thì được giữ kín, bởi chỉ có những cái tổ chức giải quyết tranh chấp và các bên tranh chấp thì mới có biết được những cái thông tin đó. Ngoại trừ việc hoàn thiện cơ sở pháp lý thì trong một cuộc hòa giải tranh chấp thương mại, bên cạnh sự thiện chí hợp tác của hai bên thì người thứ ba tham gia, tức là hòa giải viên, cần có những kỹ năng nhất định để giúp cho cuộc hòa giải đi đến thành công. Cái kỹ năng về hòa giải thì là được VMC hiện nay họ tổ chức những cái lớp đào tạo rất là thường xuyên, một khóa học khoảng 3 ngày với 5 ngày thì những cái học viên sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức để trở thành một cái hòa giải viên. Và khi trở thành một cái có chứng chỉ đó thì họ hoàn toàn có thể đăng ký trở thành hòa giải viên thương mại vụ việc với Sở Tư pháp, hoặc có thể trở thành một thành viên của VMC, đăng ký với VMC, trở thành thành viên của VMC và hoàn toàn có thể hỗ trợ doanh nghiệp để mà hòa giải. Là ở người hòa giải viên trong cái tình huống này là họ phải là người biết cái cách để khơi gợi cho các bên, để mà gắn kết các bên, để mà hỗ trợ các bên họ tìm ra giải pháp, chứ không phải là người ngồi đó để phân xử là anh đúng hay anh sai. Theo quy định của Điều 18 Nghị định số 22/2017/NĐ-CP, tổ chức hòa giải thương mại bao gồm Trung tâm Hòa giải Thương mại được thành lập và hoạt động theo quy định của nghị định này, và Trung tâm Trọng tài được thành lập và hoạt động theo pháp luật về trọng tài thương mại, thực hiện hoạt động hòa giải thương mại. Thưa quý vị, một điểm cộng của phương thức giải quyết tranh chấp thương mại không thông qua tòa án là hình thức này không có sự phân biệt giữa nguyên đơn và bị đơn, mà chỉ có các bên trong mâu thuẫn tranh chấp. Các bên sẽ thương lượng và giải quyết tranh chấp dưới sự giúp đỡ hướng dẫn của tòa giải viên. Vì vậy sẽ không còn tâm lý mất mặt, xấu hổ hay tức giận. Ngay cả với hòa giải trong tố tụng thì vẫn sẽ tránh được kết quả một bên thắng kiện và một bên thua kiện, ít nhất sẽ không làm trầm trọng thêm tình trạng đối đầu giữa hai bên do tranh tụng. Và để quý khán giả có thể hiểu sâu hơn về vấn đề này, biên tập viên chương trình đã có cuộc trao đổi với luật sư Lê Quang Y, chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa luật sư, Đồng Nai mình là một tỉnh công nghiệp với cái số lượng doanh nghiệp rất là đông. Tuy nhiên hiện tại thì những cái tranh chấp về mặt thương mại á, thì chủ yếu là được giải quyết qua tòa án. Theo luật sư thì đâu là những cái nguyên nhân của cái tình trạng này? Cái nguyên nhân vì sao thì chúng ta cũng có thể nhận ra được, không chỉ đơn thuần ở khía cạnh nhận thức
đầy đủ doanh nghiệp, sự hiểu biết pháp luật đầy đủ hay là vận dụng pháp luật đầy đủ doanh nghiệp, mà kể cả việc là có vẻ như người ta vẫn còn e ngại việc áp dụng các cái phương thức này thì liệu có hiệu quả hơn tòa án hay không, hay sẽ vướng những cái trở ngại pháp lý khác, khi giải quyết phương thức này xong thì lại bị tòa án hủy đi các cái thỏa thuận, các quy định đó. Từ những cái nhận thức chưa đầy đủ hay các cái quy định pháp luật cũng chưa thực sự đầy đủ để có thể vận dụng một cách hiệu quả luật trọng tài thương mại cũng như là các quy định về hòa giải thương mại, dẫn đến việc các doanh nghiệp vẫn còn ngập ngừng trong việc là vận dụng các phương thức hòa giải ngoài tòa án. Vậy thì cái việc mà mình giải quyết tranh chấp thương mại thông qua hòa giải thương mại và trọng tài thương mại thì nó có những cái lợi ích cũng như là lợi thế như thế nào so với việc mà mình phải giải quyết thông qua tòa án ạ? Chúng tôi cho rằng là giải quyết bằng phương thức ngoài tòa án là một trong những cái cách thức để giải quyết các tranh chấp một cách thuận lợi và hiệu quả. Thứ nhất, luật cho phép thực hiện nó, công nhận nó. Thứ hai, việc thực hiện nó rất đơn giản, rất dễ thực hiện, không phải đi theo các trình tự thủ tục phức tạp như ở tòa án. Nếu bạn khởi kiện một vụ kiện ở tòa án thì cần phải có quá trình thụ lý, có quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ, hồ sơ theo thủ tục tố tụng. Và tiến trình đó có thể kéo dài 6 tháng ở cấp sơ thẩm, rồi sau đó có thể bị chống án ở cấp phúc thẩm. Và sau đó nữa cũng có thể qua một thủ tục đặc biệt là giám đốc thẩm để hủy và quay trở lại. Trong khi đó thủ tục về trọng tài, đó là một cái kênh hòa giải thương mại, trọng tài thương mại có thể giúp các bạn có thể là đi đến cái kết quả ngay lập tức khi các bên thống nhất được với nhau, các bên đồng thuận với nhau và ghi nhận bằng một cái kết luận, một cái văn bản, và văn bản đó theo quy định pháp luật là được đề trình lên tòa án. Và nếu như tòa án thấy logic hợp lý, không vi phạm trình tự tố tụng trọng tài, tòa án sẽ ra quyết định công nhận và nó như là một bản án. Vậy thì khi nào thì doanh nghiệp nên tìm đến cái việc mà giải quyết tranh chấp thông qua hòa giải thương mại cũng như là trọng tài thương mại, và cái đội ngũ mà hòa giải viên cũng như là trọng tài viên thì cần phải trang bị cho mình những kiến thức như thế nào? Để trở thành một trọng tài viên hay một hòa giải viên thì đòi hỏi phải có những cái kỹ năng cần thiết, kể cả về đạo đức nghề nghiệp. Và như vậy đòi hỏi mỗi người phải có cái quá trình được đào tạo, được huấn luyện để nắm bắt cái trình tự thủ tục thực hiện cái việc hòa giải cũng như là giải quyết theo thủ tục trọng tài. Chúng ta biết là xử một vụ án trọng tài nó cũng tương tự như là xử một vụ án ở tòa án. Tuy nhiên cái thủ tục trình tự nó đơn giản hơn, dễ dàng thực hiện hơn, và đặc biệt là hướng đến câu chuyện là các bên cùng thương lượng giải quyết. Một trong những cái nguyên tắc trong đời sống xã hội, trong các cái giao dịch, đó là thương lượng. Như vậy thì luật về trọng tài cũng như hòa giải thương mại hướng đến cái việc tôn trọng sự thương lượng. Và như chúng ta biết là mọi việc đều có thể giải quyết được nếu như các bên cùng đồng ý thương lượng với nhau. Và vì thế có những cái vụ án, vụ việc mà trọng tài người ta giải quyết rất nhanh chóng, gọn lẹ, trong khi đối tượng tranh chấp, nội dung tranh chấp rất lớn, có thể là những cái vụ việc tranh chấp lên tới hàng ngàn tỷ đồng nhưng vẫn có thể giải quyết qua con đường trọng tài. Và trọng tài thương mại là một xu thế tất yếu, không chỉ ở trong tỉnh, trong nước, mà nó là một cái hoạt động mang tính quốc tế. Như chúng ta biết là trong cái hoạt động giải quyết các tranh chấp quốc tế thì chủ yếu phương thức trọng tài được vận dụng chứ không phải là phương thức của tòa án. Nội dung trao đổi của chương trình với luật sư Lê Quang Y cũng đã khép lại chương trình Pháp luật cho mọi người kỳ này. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.